Nga nói không cần duy trì hiện diện ngoại giao ở phương Tây. Ngoại trưởng Lavrov nói không có lợi ích gì để duy trì hiện diện ngoại giao ở các nước phương Tây khi người Nga bị đối xử không tốt. Chúng ta không có lý do hay mong muốn duy trì hiện diện ngoại giao như trước đây ở các nước phương Tây. Người Nga đã phải làm việc ở đó trong điều kiện rất tệ. Họ liên tục gặp khó khăn và đối mặt với những lời đe dọa tấn công. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói với các nhân viên ngoại giao mới ngày 18 tháng 10. Ông Lavrov thêm rằng nhiều nhà ngoại giao đã dừng các chuyến công tác ở nước ngoài trước thời hạn vì chính sách bài Nga của phương Tây. Theo ông, lý do quan trọng hơn là châu Âu quyết định ngừng hợp tác và cắt đứt mọi mối quan hệ kinh tế với Moscow. Ngoại trưởng Nga nhắc lại rằng Mỹ đã tích cực chuẩn bị và châu Âu chấp nhận một cách nghiêm túc những hoạt động phát xít ở Ukraine. Điều này chứng tỏ rằng phương Tây đang đứng về phía những người muốn phục hưng chủ nghĩa phát xít. Ông cáo buộc. Bộ Ngoại giao Nga đang tiến hành tái định hướng các hoạt động ở nước ngoài và cơ quan trung ương, theo ông Lavrov. Các động thái cho thấy nhiều khả năng Nga sẽ hạ cấp hiện diện ngoại giao ở phương Tây. Trong tình hình này, chúng tôi chuyển trọng tâm sang các quốc gia sẵn sàng hợp tác theo điều kiện bình đẳng và cùng có lợi, cũng như tìm kiếm các dự án chung đầy hứa hẹn. Ông cho hay. Quan hệ Nga và phương Tây ngày càng trở nên căng thẳng kể từ sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24 tháng 2. Mỹ cùng các đồng minh đã áp nhiều biện pháp trừng phạt mạnh tay với Nga, cũng như hỗ trợ tài chính và vũ khí cho Ukraine. Nga gần đây nhiều lần chỉ trích vai trò của phương Tây trong xung đột tại Ukraine. Điện Kremlin tuần trước nói NATO đang chiến đấu vì Ukraine sau khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng chiến thắng quân sự của Nga ở Ukraine sẽ là thất bại đối với tất cả chúng ta. Thưa quý vị, vào đêm qua theo giờ Việt Nam, quân đội Hàn Quốc cho biết là Triều Tiên đã bắn nhiều loạt đạn pháo ra vùng biển phía đông và phía tây của nước này. Thông báo trong ngày 19 tháng 10 của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã bắn khoảng 100 loạt đạn pháo về phía vùng biển phía Tây và bắn thêm 150 loạt đạn pháo về phía vùng biển phía Đông. Cũng theo thông báo, thì đạn pháo đã rơi vào các vùng đệm ở đường hạn chế phía Bắc được thiết lập theo thỏa thuận giữa hai miền Triều Tiên để giảm thiểu căng thẳng quân sự. Vào ngày 14 tháng 10, Triều Tiên cũng đã bắn hàng trăm loạt đạn pháo vào các vùng đệm quân đội. Động thái mới nhất của Triều Tiên diễn ra sau khi quân đội Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận thường niên Hokku vào ngày 17 tháng 10. Đây là cuộc tập trận mới nhất trong một loạt cuộc diễn tập quân sự của Hàn Quốc trong những tuần gần đây, gồm cả những hoạt động chung với Mỹ và Nhật Bản. Ủy ban châu Âu EC hôm qua đã đề xuất cơ chế là tạm thời hạn chế giá bán buôn khí đốt trong mùa đông tới. Công cụ này là một phần của gói giải pháp mới được EC đưa ra nhằm ứng phó với khủng hoảng năng lượng hiện nay. Theo đó, thì cơ chế điều chỉnh giá được đề xuất sẽ hoạt động như một chính sách bảo hiểm trước những biến động bất thường trên thị trường. Trong trường hợp cần thiết, thì EU sẽ áp đặt giới hạn giá linh hoạt với những giao dịch ở trung tâm giao dịch TTF của Hà Lan, vốn có tính chất quyết định giá khí đốt trong EU. EC cho rằng giải pháp dài hạn hơn là đưa ra một chỉ số giá bổ sung giúp định hình giá khí đốt tự nhiên hóa lỏng và phản ánh tốt hơn những điều kiện mới trên thị trường EU. Phản ứng của EU được đưa ra trong bối cảnh làn sóng biểu tình đang diễn ra ở nhiều nước châu Âu nhằm phản đối giá cả leo thang và đòi phúc lợi cao hơn do lạm phát tăng vọt. Hôm qua, các công đoàn ở Pháp đã kêu gọi đình công trên toàn quốc để yêu cầu mức lương cao hơn. Tại thủ đô Paris, đụng độ đã diễn ra giữa những người biểu tình và cảnh sát. Còn tại Đức, thì cảnh sát Đức ngày hôm qua cho biết là đã có 2 người thiệt mạng trong vụ tấn công dao xảy ra cùng ngày tại thành phố Ludwigshafen. Đối tượng gây án đã bị bắt. Theo cảnh sát sở tại thì đến nay vẫn chưa rõ động cơ gây án. Người phát ngôn lực lượng cảnh sát cho biết là họ đã phải nổ súng nhằm vào nghi can trước khi bắt giữ đối tượng này. Hiện đối tượng tấn công tạm thời bị cáo buộc dùng dao tấn công người khác. Trong khi đó thì hiện trường gây án đã được phong tỏa và không gây nguy hiểm với người dân. Từ vài năm gần đây thì đã xảy ra nhiều vụ tấn công bằng dao gây thương vong tại Đức, trong đó có nhiều vụ do những phần tử cực đoan hoặc có vấn đề tâm thần nghiêm trọng gây ra. Cũng trong ngày hôm qua, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Ghebreyesus đã cảnh báo cộng đồng quốc tế không nên đánh giá thấp tình hình dịch bệnh hiện nay, dù số ca tử vong do dịch COVID-19 đã giảm mạnh. Theo Tổng Giám đốc WHO, thế giới vẫn đang đối mặt với một thực tế rất khó khăn, đó là dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc, bệnh đậu mùa khỉ đang lan rộng, dịch Ebola ở Uganda và dịch tả đang được báo cáo từ 27 quốc gia, trong đó có 11 nước chưa từng xuất hiện bệnh này trước đây. Theo người đứng đầu WHO, các bệnh không lây nhiễm như bệnh liên quan đến sức khỏe tâm thần cũng ngày càng trở thành mối quan tâm hơn. Trong dịch COVID-19, số lượng người có vấn đề về sức khỏe tâm thần tăng mạnh, riêng các trường hợp trầm cảm và lo âu tăng tới 25%. Nhóm người bị ảnh hưởng nhất chính là trẻ em bởi phải nghỉ học trong thời gian dài. Bạo lực gia đình cũng xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt là trong những gia đình có không gian sống chật hẹp.
Về COVID-19 thì Tổng Giám đốc WHO nhận định chỉ cần thế giới có thể quản lý tốt việc kiềm chế dịch bệnh ở mức thấp nhất và hạn chế số ca tử vong, con người có thể sống chung với virus gây bệnh này. Thưa quý vị, với những người ưa thích đồ ngọt trên khắp thế giới thì chắc hẳn họ sẽ không thể bỏ qua Cakeland, phòng trưng bày nghệ thuật ở Los Angeles, nơi vừa phù phép toàn bộ khu triển lãm thành một lâu đài phủ kín bánh ngọt hệt như là trong truyện cổ tích. Và bước vào Cakeland thì người ta sẽ ngỡ như là mình đang dạo bước trong nhà bánh cổ tích với mê cung đầy màu sắc của bánh ngọt và trái cây tươi. Dường như ai cũng có thể trở về tuổi thơ trong khoảnh khắc này. Bên cạnh đó thì các nghệ sĩ cũng khéo léo sắp đặt ánh sáng với những chủ đề có vẻ hơi thách thức với người sợ bóng tối như một cách để cân bằng cảm xúc giữa thực tế và huyễn tưởng. Hầu hết khách tham quan đều bày tỏ sự thích thú với công trình triển lãm kỳ công này. Đương nhiên thì không phải tất cả đều là đồ thật bởi thực sự sẽ rất khó để có thể bảo quản. Mặc dù vậy thì các nghệ sĩ của Cakeland cũng đã sử dụng tới 250 gallon kem trang trí bánh, 120 gương, 3.000 quả anh đào và hàng nghìn viên pha lê Swarovski để đính lên tường tạo nên tòa lâu đài cổ tích này. Thưa quý vị, tại vùng biển Alaska của Mỹ, nhiều gia đình có 2-3 thế hệ sống phụ thuộc vào nghề đánh bắt cua hoàng đế, bất chấp những nguy hiểm. Thế nhưng trong 2 năm gần đây thì vào mùa khai thác, những con tàu đánh bắt cua lại phải nằm im trong bến. Nước biển ấm lên được cho là nguyên nhân chính để dẫn tới việc gần 1 tỷ con cua tuyết đã biến mất. Mùa thu khi những con gấu đang tìm kiếm cá hồi, tích trữ thực phẩm cho mùa đông dài sắp tới, thì cũng là mùa đánh bắt cua tuyết và cua hoàng đế nhộn nhịp nhất trong năm. Thế nhưng tại bến cảng gần đó, những con thuyền lại đang nằm im. Gia đình anh Rabiel Ford đã vẽ một bản đồ vùng khai thác cua hoàng đế mà hàng năm con tàu vẫn hoạt động. Nhưng năm nay mọi thứ án binh bất động, dù mùa khai thác đã bắt đầu. Tờ Insider đưa tin lần đầu tiên trong lịch sử, Alaska đã buộc phải hủy bỏ mùa đánh bắt cua tuyết trên biển Bering. Đây cũng là năm thứ hai Alaska phải loại bỏ việc thu hoạch cua hoàng đế, sản vật nức tiếng khắp nơi trên thế giới. Đa số người dân trong vùng này đều kiếm sống từ việc khai thác cua hoàng đế. Nhưng mọi việc đã thay đổi, giờ họ buộc phải rời bỏ công việc. Họ sẽ gặp khó khăn hơn trong việc nuôi gia đình và con cái. Các nhà khoa học đang tiến hành nghiên cứu sâu hơn để xác định chính xác điều gì đã gây ra thực trạng đáng buồn của cua tuyết trong năm nay. Sự việc bắt đầu xảy ra khi vùng biển Bering hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục vào năm 2019. Kể từ đó, số lượng cua cứ giảm dần. Điều quan trọng mà ai cũng nhận thấy là số lượng cua hoàng đế đang giảm dần. Chúng tôi đang tìm kiếm những lý do khiến loài cua này biến mất. Có thể là do dịch bệnh, nhưng phần nhiều là do biến đổi khí hậu. Alaska là một trong những địa điểm đang ấm hơn so với trước đây vì hệ quả của biến đổi khí hậu. Các nhà khoa học nghi ngờ rằng nhiệt độ nước tăng cao là nguyên nhân dẫn đến loài cua biển nổi tiếng nhất thế giới này biến mất. Đối với những người dân biển Alaska, trở thành ngư dân không phải là một công việc đơn thuần. Nó còn là truyền thống được truyền qua nhiều thế hệ gia đình. Thế nhưng do sự thay đổi về khí hậu, nhiều người đang tự hỏi có nên tiếp tục công việc truyền thống này nữa hay không. Năm nay là năm thứ hai vụ thu hoạch cua hoàng đế vào mùa thu này bị hủy bỏ do số lượng cua cái trưởng thành thấp. Thông thường phải cần có ít nhất 8,4 triệu con cái trưởng thành để có thể đánh bắt, nhưng cho đến nay vẫn không đảm bảo được con số như vậy. Đây thực sự là thời điểm khó khăn và chưa từng có đối với nghề đánh bắt cua mang tính biểu tượng của Alaska. Đối với những ngư dân làm việc chăm chỉ và cộng đồng phụ thuộc vào chúng để sinh sống, các gia đình đánh bắt cua thuộc thế hệ thứ hai và thứ ba sẽ phải đóng cửa kinh doanh do những quyết định ngừng đánh bắt để giúp trữ lượng cua phục hồi. Theo báo cáo của Viện Tiếp thị Thủy sản Alaska, ngành đánh bắt cua của Alaska trị giá hơn 200 triệu đô la Mỹ. Cua hoàng đế còn có giá trị cao hơn. Ăn một con trong nhà hàng có thể lên tới hàng trăm đô la Mỹ.